Theo thông tin mới nhất từ câu lạc bộ Hà Nội, Đoàn Văn Hậu sẽ trở về Việt Nam trên chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước từ Paris của Pháp vào ngày 1 tháng 8. Dự kiến Văn Hậu sẽ đáp chuyến bay đến sân bay Vân Đồn của Quảng Ninh vào ngày 2 tháng 8. Ngay sau đó, hậu vệ của câu lạc bộ Hà Nội sẽ thực hiện cách ly tập trung theo đúng quy định. Cuối tháng 6 năm 2020, Đoàn Văn Hậu chính thức kết thúc hợp đồng với câu lạc bộ SC Heerenveen của Hà Lan. Cầu thủ quê Thái Bình có một năm xuất ngoại không mấy thành công khi chỉ ra sân 4 phút cho đội 1 ở Cúp Quốc gia Hà Lan và chủ yếu đá cho đội trẻ của SC Heerenveen. Câu lạc bộ Hà Nội đang thiếu hụt nhân lực bởi chấn thương. Sự trở lại của Văn Hậu là điều cần thiết trong chặng đường giữ ngôi vương của đương kim vô địch V-League cũng như cạnh tranh tại Cúp Quốc gia. Tuy vậy, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, V-League sẽ tạm hoãn và chưa xác định ngày trở lại. Trong khi đó, Cúp Quốc gia dự kiến thi đấu từ ngày 4 tháng 8. Nếu lịch thi đấu của Cúp Quốc gia không thay đổi, Văn Hậu sẽ vắng mặt do đang thực hiện việc cách ly tập trung. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của báo Thanh Niên.